Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị và khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 74 truyền xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Mùa xuân đã đến, bên bờ sông Thanh Thủy cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Đất trồng rau bên bờ sông khắp nơi đều là bóng dáng bận rộn. Bàn đá xanh bên bờ sông cũng có không thiếu những nước từ giặt rũ của áo. Tuy rằng đầu mùa xuân nước sông vẫn còn hàn băng rét thấu xương, nhưng những cô gái này lại sớm đã thành thói quen, vừa giặt rửa còn vừa nói cười, thỉnh thoảng khiến nam nhân trong đất vườn quay đầu xem. Cũng đang ở bên sông đó, trong những nữ tử giặt quần áo. Triệu nhân liếc mắt liền thấy được một bóng dáng ton tả. Chỉ thấy nữ tử này tuy rằng mặc áo vải thô nhưng vẫn như cũ, khó che đi được dáng người thướt tha. Mái tóc thật dài, đơn giản vén lên, lộ ra phía trước một gương mặt thanh lịch thoát tục. Tuy rằng triệu nhân chỉ gặp đối phương một lần, nhưng vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra được nữ tử này chính là được tự xưng đệ nhất đông kinh hành thủ nhan ngọc như tiết ninh nhi đối với nàng hết sức không phục đáng tiếc cho đến khi nàng gả cho triệu nhan cũng không thể vượt qua đối phương nhan ngọc như đứng ở một góc bàn đá xanh rõ ràng cùng với nữ tử khác kéo ra một chút khoảng cách hơn nữa cũng không cùng người khác nói chuyện cái này cũng phù hợp với tính tình lãnh đạm của nàng trong chậu gỗ trước mặt đặt vài món quần áo đã giặt xong, trong tay cầm chùi giặt quần áo đang vuốt một bộ y phục cuối cùng, Thỉnh thoảng dùng ngón tay ướt súng đem mái tóc trên trán rồ xuống, vuốt ra sau tai, nhìn qua tự nhiên mà xinh đẹp tuyệt trần. Triệu Nhàn đứng ở trên cầu nhìn đến Nhan Ngọc Như ở bờ sông cách đó không xa, lập tức cũng kinh ngạc đứng ở nơi đó. Lúc trước hắn cũng chỉ ở tại không gian trong chùa Hương Tích gặp qua đối phương một lần, tuy nhiên với tư thế tuyệt thế của Nhan Ngọc Như, chỉ cần gặp qua nàng chỉ sợ đều rất khó quên lúc ấy triệu nhân còn tưởng rằng nhan ngọc như thích liễu không vì thế hắn còn cố ý hỏi qua liễu không về chuyện này đáng tiếc đối phương cũng là thờ dài không nói dựa vào trực giác của triệu nhan quan hệ giữa liễu không và nhan ngọc như cũng không giống như mình tưởng tượng vậy ngay khi triệu nhan đứng ở trên cầu mắt nhìn nhan ngọc như đối phương lúc này cũng dường như có cảm giác được ánh mắt nhìn ngước lên hướng bên này xem lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút kinh ngạc tuy nhiên ngay sau đó nhan ngọc như kịp phản ứng lại trước lập tức đối với triệu nhan hơi hơi khom người thi lễ một cái cũng không có tiến lên nói chuyện với triệu nhan mà là thu thập quần áo một chút liền xoay người rời đi nhìn nhan ngọc như đi xa triệu nhan cũng là hơn nửa ngày không kịp phản ứng lấy tân phận của nhan ngọc như hẳn là ở trong thành đông kinh đã được vô số văn nhân sĩ tử săn đón nhưng tại sao hiện tại phải ra nơi này hơn nữa, cách ăn mặc còn có một thân áo vải thô, nếu không có dung nhan tuyệt thế kia, chỉ sợ so với người thôn nữ bình thường cũng không có gì khác biệt. Sự khác thường của triệu nhan tự nhiên khiến cho lão tô mã và nhị đàn chú ý. Lão tô mã nhìn theo ánh mắt của triệu nhan, kết quả khi nhìn thấy xa xa bóng dáng thướt tha, lập tức cười ha ha, đứng ở một bên không có lên tiếng. Nhưng thật ra nhị đàn khi nhìn thấy nhan ngọc như lại có chút biến sắc lập tức hướng triệu nhan mở miệng. Quan Vương, vì nhân tiểu nương tử thật không đơn giản, trong trang chúng ta đã có mấy người bị nàng ta đả thương. Triệu Nhan nghe được nhị đàn nói lập tức cũng hết sức kinh ngạc xoay người hỏi, sao lại thế? Nhị đàn ngươi biết nàng? À, tất nhiên là biết. Hơn nữa không những tôi biết được, chỉ sợ người trong trang vài vùng lân cận đều biết nàng. Hiện tại vị nhân tiểu nương tử này sẽ ngủ ở thượng thủy trang chúng ta. Nhị đàn đáp, như thế này thật kỳ lạ. Vị nhân tiểu thư nương tử này coi như là bạn cũ của ta. Chỉ có điều hiện tại nàng không nên ở nơi này mới phải chứ? Triệu nhân sờ lên cảm lầm bẩm ngay sau đó hắn lại gần đầu hỏi nhị đàn. Nhị đàn, vị nhân tiểu nương tử từ lúc nào ra ở thượng thủy trang của chúng ta? Việc này, chỉ thấy nhị đàn suy nghĩ một chút, rất nhanh trả lời. Đại khái ở hơn một tháng trước, khi đó còn chưa đến lễ mừng năm mới. Sau đó nhân tiểu nương tử này giống như là tiên nữ bỗng nhiên ở bên cạnh rừng trúc phía đông thôn trang của chúng ta xây xong cái nhà nhỏ, sau đó liền mang thêm một tiểu nha hoàn chuyển vào. Khi nói tới đây, nhị đàn dừng một chút lại nói tiếp vốn dừng trúc bên kia cũng có chút hẻo lánh các nàng lại là hai cô gái trẻ tuổi tự nhiên dẫn tới một số đồ háo sắc mơ ước trong trang liền có một người xa cơ thất thế muốn thừa dịp trời tối đen đi đến chiếm tiện nghi của người ta thật không ngờ thất bại chẳng những không đạt được ngược lại còn bị cắt đứt hai chân treo ngược ở trên cây cổng thôn trang việc này khiến tất cả mọi người hoảng sợ cũng để biết vị nhan tiểu nương tử không dễ chọc nhưng sau lại vẫn như cũ có mấy người háo sắc làm liều có ý đồ với nàng cuối cùng kết cục tất cả đều rất thảm nghe nói còn là nhan tiểu nương tử tự mình động thủ chẳng ai ngờ rằng nàng không ngờ biết võ nghệ sau đó liền không còn người nào dám trêu chọc vị tiểu nương tử giống tiên nữ này triều nhan nghe đến đó cũng vẫn là bộ dạng kinh ngạc nhìn thoáng qua hướng nhan ngọc như rời đi hắn không nghĩ rằng đối phương dáng điệu yêu kiều nhát gan lại còn hiểu biết võ nghệ mấy lần đánh nhau nàng chuối đánh đập đàn ông rất thảm hơn nữa xuống tay cũng nặng Cậu cũng dám đem hai chân người cắt ngang tuy nhiên cũng có thể lý giải dù sao hai nữ nhân các nàng đơn độc ở đây nếu không phải xuống tay nặng một chút chỉ sợ sau này sẽ có vô số phiền toái quân vương vị nhân tiểu nương tử này lai lịch thế nào ạ dương tư quân biết thân phận của đối phương nhưng không nói cho ta chỉ bảo ta đừng trêu chọc đối phương lúc này nhị đàn hết sức tò mò mở miệng nói <laughs> Hoài Ngọc Huynh bảo các ngươi không nên theo chọc đối phương là đúng rồi đó. Nàng coi như là một người bạn cũ của bọn vương. Về thân phận của nàng là ngươi vẫn không nên cố gắng nghe ngóng. Triệu Nhan cười ha hả nói, hắn cũng không thể nói cho nhị đàn về Nhan Ngọc như để nhất hành thủ Đông Kinh, mà dù đối phương và Tiết Ni Nhi cũng là giống nhau, bán nghệ không bán thân, nhưng tóm lại cũng thuộc một loại kỹ nữ, nếu truyền đi chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho cuộc sống của Nhan Ngọc Như nhìn thấy triệu nhan không nói nhị đàn cũng không dám hỏi lại lúc này triệu nhân cũng nhìn thấy vương thất làm việc ở trong khu đất trồng rau lập tức mang theo tô mã rời đi kết quả còn chưa tới nơi vương thất thấy được bọn họ ngay lập tức ném cái cuốc xuống về mặt định nọt chạy tới Được nhìn vương thất lớn lên lấm la lấm nét đối với triệu nhan cũng hết sức định nọt nhưng kỳ thật cũng là người tốt thật đặc biệt rất hiểu cách tranh thủ quyền lợi hộ nông dân thượng thủy trang làm việc cũng khá công bằng chính trực điều này cũng khiến cho danh tiếng của y ở trong trang rất tốt tiểu nhân bái kiến quận vương Hạt giống bí đỏ và cà chua cũng đã phân phát xuống. Nhóm hộ nông dân cũng xem như bảo bối gieo xuống rồi. Năm nay nhất định sẽ có thu hoạch tốt. Không đợi triệu nhân mở miệng, vương thất liền rất thông minh đem tình huống bí đỏ và cà chua giới thiệu một lượt. Triệu nhân nghe xong cũng rất hài lòng gật đầu. Sau đó chỉ chỉ hai cái túi lớn nhị đàn khiêng trên người nói: Vương thất, ta biết rằng hạt giống bí đỏ và cà chua vừa mới trồng. Tuy nhiên vừa vặn chỗ này ta còn có một loại hạt giống rau quả mới khác, tên của nó là cây ớt kết thành quả có thể lấy làm rau quả cũng có thể làm thành đồ gia vị người ấy có thể phân phát đi cho nhóm hộ nông dân gieo trồng đa tạo quần vương tiểu nhân nhất định sẽ đem hạt giống cung cấp tận tay cho hộ nông dân vương thất nghe triệu nhân nói lập tức vui vẻ ra mặt hiện tại Y đã theo triệu nha nếm ngon ngọt rồi, năm kia cải trắng làm cho bọn họ kiếm lớn. Năm ngoái y trồng bí đỏ và cà chua, tuy rằng sản lượng không nhiều lắm nhưng y cũng bụng trộm nếm một chút, phát hiện hai cái loại quà này hương vị cũng không tệ, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu đưa đến chợ bán thức ăn khẳng định có thể bán được giá, hiện tại cây ớt này khẳng định cũng sẽ không kém so với bí đỏ và cà chua. Kế tiếp bưng thất để cho nhị đàn đem hạt giống cây ớt đưa đến nhà y, y thì cùng triệu nhan đi lòng vòng ở bờ sông đất trồng rong. Nhân tiện giới thiệu một chút gieo trồng bí đỏ và cà chua, bởi vì hai loại rau quả hạt giống hữu hạn cho nên mỗi nhà chỉ được phân phát ít ít mấy hạt giống, có thể trồng lên hay không còn phải xem mặt lãnh của bọn họ. Vâng thất, rừng trúc phía đông thôn trang mới đưa đến vị nhan tiểu nương tử kia, người có biết gì không? Triệu nhan lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, vương thất là trang đầu, sự tình trong trang hẳn là so với nhị đàn biết nhiều hơn một chút, cho nên triệu nhan mới hỏi thăm y, cũng chẳng biết tại sao, triệu nhan luôn cảm giác hiện tại nhan ngọc như bỗng nhiên xuất hiện, quanh biệt viện thì có chút kỳ quái, Nghe triệu nhân hỏi chuyện này, vương thất đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó nghĩ đến vị nhan tiểu thư đẹp tựa như là tiên trời. Quân vương nhà mình đã là tuổi trẻ phong lưu, điều này làm cho y lập tức đã hiểu lầm ý tứ của triệu nhan, lập tức mở miệng nói. Vị nhan tiểu nương tử kia lai địch ta cũng không rõ ràng chỉ biết là cấp trên bỗng nhiên đem hộ tịch nàng rời đến trong trang nhà môn nơi đó cũng viết danh sách sau đó nàng liền xuất tiền ở phía đông thôn trang sửa tòa viện tử vào ở mới đầu có kẻ không có mắt muốn có ý đồ với nàng lại không nghĩ rằng bị thiệt hại nặng mặt khác nhàn tiểu đương tử các nàng hai người chủ tớ bình thường du rú trong nhà rất ít tiếp xúc với người ngoài những thứ khác ta cũng không rõ Triều nhan nghe đến đó cũng nhíu mày hắn vốn tưởng rằng vương tất ở đây cũng không chiếm được tin tức hữu dụng gì có điều trong lời nói đối phương chuyện lạc từ kia lại làm cho hắn có chút kinh ngạc bởi vì nhan ngọc như thân là hành thủ khẳng định cũng là ti tiện tịch nhưng hiện tại lại trở thành hộ tịch thượng thủy trang như thế nói đến đối phương hẳn là đã thoát khỏi ti tiện tịch chỉ có điều nàng lấy tiền ở đâu tự mình thoát tịch chẳng lẽ nàng và tiết ninh nhi giống nhau tự mình tiết kiệm tiền thoát ti tiện tịch hoặc là có người giúp nàng thoát tịch mặt khác cho dù là thoát tịch thì nhan ngọc như tại sao đem hộ tịch dừng ở thượng thủy trang Liên tiếp vấn đề trên đều làm cho Triệu Nhan không nghĩ ra, chỉ sợ chỉ có Nhan Ngọc Như tự mình mới biết được. Có điều nghĩ đến phía trước đối phương nhìn thấy mình cũng không có chủ động tiến lên, hơn nữa đối phương hiện tại là nữ tử độc thân, Triệu Nhan cũng thật sự không tiện đến nhà thăm hỏi. Nghĩ đến chuyện này Triệu Nhan cũng không khỏi thở dài, xem ra Nhan Ngọc Như ta đúng là toàn thân đều bí ẩn, quan hệ nàng cùng liễu không mình còn không muốn nằm rõ ràng nhưng bây giờ lại bỗng nhiên thoát tịch tự mình đi vào nơi này điều này làm cho chủ nhân bỗng nhiên có một loại cảm giác có lẽ nhan ngọc như xuất hiện rất có thể có liên quan tới hắn nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy cũng chính vì gặp nhan ngọc như khiến triệu nhan căn bản không có tâm tư ở lại thượng thủy trang cuối cùng cao mày trở lại biệt viện lúc này tàu dính các nàng vẫn như cũ lôi kéo âu dương nguyễn linh nói chuyện hắn cũng không đi quấy giày vì thế đành đến chỗ tiết ninh nhi Tiết Ninh Nhi đang cho Tiểu Tư Nguyệt ăn sữa, nhìn thấy Triệu Nhan, Cao Mày tiến vào, lập tức tò mò hỏi. "Phu quân làm sao vậy? Có phải có chuyện gì phiền lòng hay sao? Tao hôm nay gặp được Nhan Ngọc Như. Triệu Nhan Cao Mày nói với Tiết Ninh Nhi, cả biệt viện trừ hắn ra cũng chỉ có Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như có chỗ tiếp xúc, cho nên chuyện gặp được Nhan Ngọc Như Triệu Nhan cũng chỉ có thể nói với Tiết Ninh Nhi. Nhan Ngọc Như, phu quân thế nào lại gặp nàng? Tuy Ninh Nhi nghe đến đó cũng kinh ngạc đứng lên, nàng trước kia vẫn xem Nhan Ngọc Như là đối thủ lớn nhất, vốn từng rằng tiến vào vương phủ mình vĩnh viễn sẽ không cùng Nhan Ngọc Như xuất hiện, không ngờ hôm nay triệu nhan này gặp được đối phương. Hiện tại ta cũng thấy hết sức kỳ quái, vừa rồi ta đi thường thủy trang đưa hạt giống cây ớt, sau đó nhìn thấy Nhan Ngọc Như mặc áo vải thô ở sông vừa giặt quần áo. Triệu Nhan nói xong liền tự mình đem chuyện đã gặp được Nhan Ngọc Như nói một lần, sau đó lại đem tình huống nghe được từ nhị đàn và vương thất nơi đó nói ra. Kết quả Tích Ninh Nhi nghe đến mấy cái này cũng là hết sức kinh ngạc. Thứ nhất, Nàng không nghĩ tới, đường đường đệ nhất Đông Kinh hành thủ không ngờ luân lạc tới hoàn cảnh tự mình giật quần áo. Thứ nhì là không nghĩ tới nhan ngọc như, mặt ngoài thoạt nhìn mềm yếu tao nhã nhưng hiểu được võ nghệ, nam tử tầm thường đều không phải là đối thủ của nàng. Nên nhi nàng nói nhan ngọc như này thoát ti tiện tịch thì thôi, nhưng vì cái đó cố tình đem hộ tình dừng ở Thượng Thủy Trang. Ta luôn cảm thấy nàng hình như là hướng về phía ta. Triệu nhan cuối cùng mở miệng nói, trực giác của hắn luôn luôn đều rất chuẩn. <laughs> Có thể là như thế, hiện tại phu quân trong lòng thiếu nữ đại tống ta là lang quân như ý, không biết bao nhiêu thiếu nữ vì tài hoa của phu quân mà bái phục. Nhan Ngọc Như tuy rằng thanh cao, nhưng quỳ dấu gối tài hoa của phu quân cũng rất bình thường. Tiết Ninh Nhi nghe được Triệu Nhan nói cũng cười trêu nói, nàng ngược lại không cho là Nhan Ngọc Như nhằm vào Triệu Nhan mà đến. Về phần chuyện đối phương ngụ tại Thường Thủy Trang này có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Triệu Nhan đương nhiên là nghe ra ý dấu cợt trong lời nói của Tiết Ninh Nhi, tuy nhiên hắn lại cúi nằm ra một bộ mặt tự yêu nói nói không chừng thật đúng là như vậy đàn ông tài hoa giống như là vi phu thế này không thấy nhiều nếu không ninh nhi thế nào lại nhào vào yêu thương nhung nhớ <laughs> đúng vậy mà sức hấp dẫn của phu quân đúng là không gì có thể ngăn cản nữ giới ví dụ hôm nay cái vị âu dương tiểu nương tử kia tới bái phòng dĩ nhi thì tỷ nàng vì phu quân thiếu chút nữa tương tư mà chết thật sự là si tình cực kỳ phu quân về sau cũng không nên phụ người ta Tế Ninh Nhi lúc này lại cười trêu nói, đối với chuyện Âu Dương Nguyền Linh nàng cũng đã biết, hơn nữa còn là chính miệng Triệu Nhan nói cho nàng biết. Tuy rằng nàng chỉ là một thiếp, nhưng ở trong lòng Triệu Nhan, nàng và Tào Dĩnh đều giống nhau, cho nên đối với chuyện Âu Dương Nguyền Linh này, Triệu Nhan cũng trưng cầu ý kiến nàng và gia luật tư. Hiện tại gia luật tư ở nơi Tào Dĩnh đó tiếp đại Âu Dương Nguyền Linh rồi. Nghe được Tế Ninh Nhi nhắc tới Âu Dương Nguyền Linh, Triệu Nhan cũng có chút xấu hổ. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại có chút kỳ quái hỏi, Ninh Nhi, Dĩ Nhi và Tư Nhi các nàng đều tiếp đãi Huyền Linh, nàng vì sao hòa không đi vậy? Khiến Triệu Nhan không ngờ tới chính là Tiết Ninh Nhi nghe câu hỏi của hắn lại lộ ra một thần sắc ảm đạm, trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Người ta là cháu gái tể tướng, thân phận tuy rằng so ra kém công chúa một quốc gia, nhưng không kém bao nhiêu, Dĩ Nhi thì tỷ và Tư Nhi muội muội các nàng đều là xuất thân danh môn, đi ngành đón tự nhiên là tự tin, không giống như ta. Thân phận như vậy, nói đi nói lại không chừng sẽ khiến người ta khinh bỉ cho nên còn không bằng ở chỗ này trông tư nguyệt tránh khiến cho người ta phiền chán nghe tiết ninh nhi nói triệu nhan cũng có chút bất đắc dĩ bởi vì vấn đề xuất thân tiết ninh nhi có một lòng tự trọng vô cùng mẫn cảm mà yếu ớt rất để ý ánh mắt người khác đối với mình như thế nào cho dù là sau khi trở thành thiếp của triệu nhan lòng tự trọng yếu ớt cũng không có thay đổi quá lớn thậm chí vì để tránh bị thương tổn nàng rất ít cùng với những phu nhân khác chủ động kết giao bởi vì nàng lo lắng người khác sẽ khinh thường nàng lần này đối mặt với Âu Dương Nguyễn Đình, xuất thân không tầm thường, nàng lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh. Phu quân, nhan ngập như hiện tại ở nơi nào? Ngay từng thủy trang sao? Lúc này Tiết Ninh Nhi lại mở miệng hỏi, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười khiến người ta khó nắm bắt. Đúng vậy, nàng sẽ ngủ ở phía đông thượng thủy trang cạnh rừng trúc bên kia. Nàng hỏi cái này làm cái gì vậy? Nhìn nụ cười trên mặt Tiết Ninh Nhi, nhan bỗng nhiên có một dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên, Tiết Ninh Nhi sau khi nghe được chỗ ở của Nhân Ngọc Như, lập tức về mặt hưng phấn đối với bà Vũ, phân phó nói. Bà Vũ đem tiểu quận chúa theo, ta muốn đi thăm hỏi một vị cố nhân. Nghe được Tiết Ninh Nhi nói thì triệu nhân lập tức hiểu rõ ra, vội vàng ngăn cản nàng, cười khổ, nói. Ninh Nhi, tuy rằng ta không biết Nhân Ngọc Như xảy ra chuyện gì, nhưng tình hình của nàng dường như cũng không tốt, nàng hiện tại mang theo con gái đi quay ra, có phải có chút không tốt hay không? Thế này có cái gì là không tốt nào? Phu quân không phải là muốn làm rõ ràng chuyện đã nguyên nhân nhân ngập như hiện tại ở nơi này sao? Ta đây phải đi giáp mặt hỏi thăm một chút. Dù thế nào, chúng ta lúc trước cũng có một ít giao tình, miễn cứng là bằng hữu. Bây giờ đối phương khó khăn, ta đây làm tỉ muội đi quan tâm một chút Cậu cũng rất là bình thường. Tế Ninh Nhi lúc này đã ngồi trước bàn trang điểm, với trang điểm vừa lên tiếng nói. Tuy nhiên nhìn bộ dáng của nàng làm sao mà giống như đi quan tâm bằng hữu, rõ ràng chính là đi khoe khoang đấy. Nhưng Tư Nguyệt mới vừa vặn trăng tròn, bên ngoài thời tiết lại lạnh, vừa đi ra ngoài bị cảm lạnh ngã bệnh thì sao triệu nhân vô cùng bất đắc dĩ cùng con gái lấy cớ quy nhủ mỗi người đều có tâm lý ganh đua so sánh trong phương diện này nữ nhân nghiêm trọng hơn nữa đặc biệt nhan ngọc như trước kia để ép tiết đinh nhi một cái đầu bây giờ đối phương khó khăn tiết đinh nhi lại trở thành thị thiếp của quận vương hơn nữa còn sinh ra một tiểu quận chúa tuy rằng so với con trai kém một chút nhưng coi như là mẫu bằng nữ quý tiết đinh nhi muốn đi khoe một phen thì cũng có thể lý giải được nghe được triệu nhân nói tiết đinh nhi cũng có chút do dự tuy nhiên nàng rất nhanh liền vừa cười nói nếu đã như vậy tứ nguyệt không nên đi phú quân cùng đi với ta thăm hỏi đối phương dù sao phú quân coi như là người quen nhan ngọc như lại có nhiều vấn đề nghĩ mãi mà không rõ không bằng giáp mặt đến hỏi nàng triệu nhan nghe đến đó vỗ đầu một cái xem ra nữ nhân này lòng hư vinh đã hết thuốc chữa không thể mang con gái đi đem ông chồng là quận vương đến xem ra quyết định muốn đi kích động nhan ngọc như một chút tuy nhiên Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường Tuyết Đình Nhi tính cách dịu dàng sẽ rất ít sau đó với những người khác, nhưng Duy chỉ có gặp được Nhan Ngọc Như thì sẽ trở nên hiếu thắng. Chẳng lẽ nàng và Nhan Ngọc Như thật sự là trời sinh oan gia đối đầu? Tuyết Đình Nhi ước chừng trang điểm được canh giờ, hơn nữa còn đem vàng ngọc trang sức trong ngăn kéo ra. Dạ, lúc trước nàng muốn kiên trì tự mình thuộc thân, thậm chí ngay cả trang sức cũng chưa lưu lại cho bản thân mình. Sau triệu nhan tự nhiên sẽ không để cho nữ nhân mình chịu khổ, tự mình mua cho nàng càng nhiều đồ trang sức. Toàn bộ này đều là vật ấu yếm của nàng, bình thường đều tiếc mang, nhưng hôm nay lại hận không thể mang tất cả lên người. Ninh đi ở trước gương so tới so lui hơn nửa ngày cũng chưa thể chọn xong trang sức nào mang lên người. Chủ nhân cuối cùng nhịn không nổi nữa, tùy tay cầm lấy một trăm ngọc dương chi cắm ở trên tóc của nàng nói. Cũng tạm tạm rồi, đi thôi, thời gian trước tiệc mời rượu tư nguyệt đầy tháng lớn như vậy, nàng trên đến hội lại ôm tư nguyệt đi một vòng, Hiện tại ai không biết Tiết Ninh Nhi chúng ta gả đúng người rồi, làm sao mà còn cần đến trang sức phụ trợ? Tiết Ninh Nhi căn bản không nghe Triệu Nhan nói, mà chỉ lo đánh giá mình sáng chói trong gương, rất nhanh liền cười khai khách nói. Vẫn là phu quân tinh mắt, ngọc Trâm dương chi này tuy rằng đơn giản, nhưng lại hết sức thích hợp trang phục của thiếp đây. Hiện tại chúng ta phải đi thăm hỏi Nhan Ngọc như một chút. Tiết Ninh Nhi nói xong kéo Triệu Nhan vội vã đi ra ngoài. Triệu Nhan đối với chuyện này cũng là giờ khóc giờ cười, khi vào tiền viện thì bảo lão phúc chuẩn bị mấy thứ lễ vật dù sao thăm hỏi nên có bộ dạng thăm hỏi ít nhất trên lễ nghi tuyệt đối không thể sơ xuất hơn nữa suy xét đến tình hình của nhan ngọc như triều nhân cũng không thể chuẩn bị quà tặng quá quý trọng nếu không người ta chẳng những sẽ không nhận ngược lại còn cho rằng đây là hắn làm nhục nhã đối phương tiên đình nhi nhẫn nại đợi cho lão phúc đem quà tặng bình thường chuẩn bị xong lập tức hào hứng mang tâm nha hoàn người hầu ra khỏi biệt viện xuyên qua cây cầu trên sông Thanh Thủy, đi vào Thượng Thủy Trang. Cũng không có vào Trang, trực tiếp liền đi tới rừng trúc phía đông thôn Trang. Mảnh rừng trúc này trước kia trở nhan cũng đã tới, diện tích cũng không phải là rất lớn. Nhưng cây trúc lại lớn lên vô cùng tươi tốt. Hắn còn từ nơi này đào mấy cây măng về nấu ăn, hương vị vô cùng không thể. Chỉ có điều một năm không thấy, chỉ thấy bên ngoài rừng trúc lại nhiều hơn một tòa nhà tinh xảo chỉ thấy cái nhà này diện tích cũng không phải rất lớn, có thể là bởi vì nơi này chỉ có hai chủ tớ nhan ngọc như ở lại. Vì an toàn, sân bốn phía kiến tạo một vòng tường vây cao lớn chắc chắn, cửa chính cũng là dùng gỗ thông chắc chắn chế thành. Hiện tại cũng đóng chặt, lướt qua tường vây, hướng trong sân xem, có thể nhìn thấy ba gian nhà giữa, mặt khác còn có hai nhà ngang bên trái bên phải. Tường vây và tường ngoài phòng ốc đều rất mới, xem ra đúng là vừa mới xây không lâu. Triệu Nhan và Tiết Đinh Nhi đầu tiên là đánh giá một chút ngôi viện này, Lúc này mới đi đến trước cổng chính. Triệu Nhan vốn gọi cho người ta gọi cửa, nhưng không ngờ, Tiết Ninh Nhi cũng tự mình đi lên trước, sau đó vỗ vỗ cái đập cửa. Kết quả rất nhanh chật ngay bên trong chuyển đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Có điều đối phương phía sau cửa ngừng lại, sau đó một giọng trong trèo trẻ trung mang theo vài phần thanh âm non nớt hỏi. Ai vậy? Ta là bạn cũ của Nhan Tiểu Nương Tử, nghe nói nàng ẩn cư ở trong này, do đó đến viếng thăm. Tế Ninh nghe ra thanh âm bên trong cũng không phải là Nhan Ngọc Như, đoán chừng là Nha Hoàn bên cạnh đối phương, vì thế mở miệng hồi đáp. Đoán chừng là Nha Hoàn bên trong nghe ra người nói chuyện bên ngoài chính là nữ tử, lúc này mới buông lòng đề phòng, lập tức đem lại môn mở ra một kẽ hở. Sau đó một tiểu Nha Hoàn đáng yêu xinh đẹp, mặt tròn từ bên trong nhô đầu ra. Khi thấy bên ngoài không ngờ đứng nhiều người như vậy, cũng hoảng sợ có điều khi nàng nhìn thấy Tiết Ninh Nhi đứng ở trước cửa, trên mặt lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, qua đó một hồi lâu mới chần chừ mở miệng nói. Cô, cô là Tiết Tiểu Nương Tử. <laughs> Ta nhớ được ngươi là thị nữ bên cạnh nhan tỷ tỷ, nhan tỷ tỷ nàng có ở nhà không? Tiết Ninh Nhi mở miệng hỏi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vô cùng thân thiết, dường như là tới bái phòng bạn tốt thật. Mở cửa, Tiểu Nha Hoàn nhận ra Tiết Ninh Nhi, dù sao lúc trước Tiết Ninh Nhi và Nhan Ngọc Như là hai đại hành thủ nổi danh nhất Đông Kinh Thành. Cũng có lúc cùng xuất hiện, tiểu nhau hoàn này cũng vẫn đi theo bên người Nhan Ngọc Như. Nhận ra Tiết Ninh Nhi cũng rất bình thường. Tiểu nương tử ở nhà, mời Tiết nương tử chờ một chút, tôi phải đi bẩm báo tiểu nương tử. Tiểu nhau hoàn mở cửa, chỉ biết là nương tử nhà mình biết Tiết Ninh Nhi, đâu có nghĩ đến hẹp hòi giữa hai người, Càng không biết Tiết Ninh Nhi hôm nay tới cũng không có thiện trí, thậm chí mở cửa ra, sau đó quay đầu chạy đến phòng hướng nhan ngọc như bẩm báo. Lúc này bọn triệu nhan mới nhìn rõ tình hình bên trong sân. Chỉ thấy trước mặt trong sân không lớn, vô cùng sạch sẽ. Sân phía đông khai khẩn ra một mảnh vườn rau. Bởi vì thời tiết mầm rau bên trong vẫn chưa nhô đen, nhưng ngược lại một lùm trúc bên cạnh vườn rau lại lớn lên vô cùng tươi tốt, mặt khác ở mảnh sân khác bên kia vườn trúc trong lồng có nuôi vài con ngỗng nhìn thấy bọn triệu nhan vươn cổ thật dài kêu không ngừng cũng làm cho cái tiểu viện này thêm phần sức sống trong lúc triệu nhan quan sát cái nhà này thấy nhan ngọc như mang theo tiểu nha hoàn vừa rồi kia từ giữ nhà đi ra nhìn thấy triệu nhan và tiết ninh nhi trên mặt thần xác cũng vẫn như cũ hết sức bình thản tiến lên hướng triệu nhan thi lễ một cái nói dân nữ bái kiến quận vương điện hạ bái kiến tiết phu nhân <laughs> không cần đa lễ. Triệu Nhan vội ho một tiếng nói, nếu không phải là muốn biết Nhan Ngọc như tại sao hiện tại phải ra nơi này, hắn sẽ không để Tiết Ninh Nhi kéo tới, làm như công cụ để nàng khoe khoang. <laughs> Hơn một năm không gặp, Nhan tỷ tỷ phong thái vẫn như xưa, tiểu muội đã già rồi, hiện tại cũng là mẹ rồi. Tuyết Đinh Nhi cũng cười ha hả nói. Tuy nhiên bên cạnh Triệu Nhan nghe được lời của nàng lại thiếu chút nữa lấy tay che mặt. Thật sự quá mất mặt, muốn khoe cũng phải có chút trình độ chứ. Vừa đến đã nói bản thân là mẹ cũng quá rõ ràng. Tuy nhiên, Nhan Ngọc Như nghe thấy lại không có lộ ra vẻ mặt gì khác thường. Chỉ bình thản lộ ra một nụ cười nói. Nghe nói tiết phu nhân sinh ra một vị quận chúa, tiểu nữ tử ở trong này chúc mừng phu nhân. Mặt khác, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, nếu quận vương cùng phu nhân không chê, xin mời vào trong sảnh ngồi một chút. Tiết Ninh Nhi nhìn thấy Nhân Ngọc Như biểu hiện bình thản như thế, điều này làm cho nàng có cảm giác như một loại quyền đánh vào khoảng không. Trong lòng khó chịu nói không nên lời. Bên cạnh Triệu Nhan cũng là trong lòng cười thầm, Tuy rằng hắn chỉ thấy Nhan Ngọc Như vài lần, nhưng hắn từ đó có thể thấy được Nhan Ngọc Như là thật không để tâm so sánh với Tiết Ninh Nhi, cho nên mới biểu hiện bình thản như thế. Tuy nhiên nàng càng như vậy, Tiết Ninh Nhi lại càng muốn hơn thua với nàng. Phòng trường đây cũng là nguyên nhân người trong cuộc thường mê muội Lập tức Triệu Nhân và Tiết Ninh Nhi đi theo Nhan Ngọc Như đi vào phòng khách nhà chính. Trong phòng khách bài trí cũng đơn giản, nhưng cũng cấu tứ sáng tạo, đợi cho hai người triệu nhan ngồi xuống tiểu nha hoàn vừa rồi kia mở cửa cũng lập tức đưa nước trà lên triệu nhân cũng cho người đem lễ vật mang đến đưa lên đối với cái này nhan ngọc như cũng không chối từ cũng cho tiểu nha hoàn nhận nhan tỷ tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này lại thoát tịch từ lúc nào tên đình nhi vừa mới ngồi xuống liền lập tức mở miệng hỏi lần này nàng thật không có biểu lộ bày vẽ mà là hỏi thăm tình hình của nhan ngọc như đây cũng là vấn đề triệu nhân quan tâm nhất Nghe được Tiết Ninh Nhi hỏi, trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Ngọc Như cũng lộ ra vẻ do dự, tuy nhiên sau một lát cũng có chút thoải mái mà nói. Ta đã cuối năm trước thoát tịch, lúc ấy tùy ý để quan phủ ăn bài cho ta một hộ tịch, không nghĩ tới vừa vặn rơi tịch ở trong này, sau ta nhìn đến đây phong cảnh cũng không tệ, vì thế cho người chơi ngôi biệt viện này để ở. Đối với câu trả lời của nhan Ngọc Như, Triệu Nhan cũng trao mày, bởi vì hắn không nghe được bất kỳ tin tức gì có giá trị có điều đối với tin nhan ngọc như thoát tịch không ngờ khiến quan phủ tùy tiện ăn bài hộ tịch hắn lại ôm một loại thái độ hoài nghi nhất là hắn cho rằng không ai có thể qua loa như vậy để quyết định hộ tịch của mình thứ hai hắn cũng không tin đây chỉ là một sự trùng hợp thì ra là thế, lại nói tiếp thì thì cùng ta thật đúng là may mắn, không ngờ một trước một sau, thoát đi cái chỗ nước sôi lửa bỏng, từ đó về sau đều thân tự do, mỗi mỗi ta hiện tại có quy túc, hơn nữa chúng ta lại là hàng xóm, thì thì nếu như có nhu cầu về phương diện gì, cứ việc tới tìm ta. Đã tạ tiết phu nhân Nhan Ngọc Như về mặt không thay đổi, mở miệng nói, hiện tại chậu nhan đều hoài nghi đối phương có phải mặt tê liệt hay không, Giống như từ đầu tới cuối, nàng đều là cái loại vẻ mặt bình thản này, dường như không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Xem ra người đọc sách săn đón nàng đều là đồ đê tiện, càng không cho bọn hắn sắc mặt tốt, bọn hắn lại càng tiến lên. Kế tiếp tất cả đều là tiết Ninh Nhi cùng Nhan Ngọc Như nói chuyện, hoặc là hỏi thăm tình hình Nhan Ngọc Như, hoặc là khoe khoang một chút cuộc sống của mình ở quận Vương phủ, đặc biệt nhiều lần nhắc tới con gái Tư Nguyệt. Đáng tiếc, Nhan Ngọc Như đối với chuyện này phản ứng vẫn như cũ, vô cùng bình thản. Về phần tình hình bản thân nàng, nàng cũng không nguyện ý nhiều lời, cho dù là nói cũng không có tin tức gì hữu dụng. Điều này làm cho bên cạnh Triệu Nhan cũng có chút bất đắc dĩ. Thấy sắc trời không còn sớm, Tên Ninh Nhi cuối cùng mở miệng lần nữa hỏi, "Nhan tỷ tỷ, người nếu khôi phục thân tự do, vậy sau này có dự định gì?" "Tạm thời vẫn chưa có, có điều ta rất thích cuộc sống bây giờ, mỗi ngày xem sách một chút." làm chút việc trong nhà khi nhàn hạ còn có thể trồng rau, nuôi ngỗng. Có thể tiếp tục như vậy cũng không tệ. Nhan Ngọc Như mở miệng hồi đáp. Tuy nhiên, lúc này Triệu Nhân Trật phát hiện trong ánh mắt của nàng toát ra một loại thần sắc phức tạp. Đây cũng là lần đầu tiên nàng xuất hiện chấn động. <laughs> cái này nhân thì tỷ không đúng rồi nữ nhân chúng ta sớm hay muộn cũng phải lập gia đình dựa vào điều kiện thì thì chẳng phải là định chọn lựa một phen tìm một đang quân tài trí hơn người như ý đến lúc đó muội muội giúp thì tay cầm quan tiết ninh nhi lúc này vô cùng nhiệt tình nói nhìn bộ dáng của nàng dường như thật sự rất quan tâm hôn sự của nhan ngọc như tuy nhiên nghe chuyện lập gia đình nhan ngọc như trên mặt lại khôi phục cái loại bình thản nước gợn không sợ hãi nhẹ giọng mở miệng nói chuyện lập gia đình ta vẫn chưa nghĩ tới tuy nhiên hiện tại cuộc sống một mình cũng không tệ như vậy sao được, trong nhà nếu không có nam nhân, chuyện gì cũng đều bất tiện, hơn nữa còn khả năng bị bắt nạt, cho nên nhan tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ cái gì mà không lấy chồng. Tiến Ninh Nhi nghe đến đó cũng khuyên nhủ. Lần này nàng ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Dù sao ganh đua, so sánh, nàng đối với nhân Ngọc Như không có ác ý gì quá lớn, nàng không muốn nhìn thấy đối phương sống cô độc quãng đời còn lại có lẽ cảm thấy được trong lời nói của tiết ninh nhi thực lòng nhan ngọc như trên mặt rốt cuộc lộ ra nét cười nói đã tả tiết phu nhân quan tâm có điều ta vừa mới thoát tịch hiện tại muốn một mình sống cuộc sống yên tĩnh một thời gian về phần truyền lập gia đình có lẽ sẽ để về sau xem xét nghe được nhan ngọc như trả lời tiết ninh nhi vẫn là có chút không yên lòng lập tức lại khuyên đối phương vài câu sau đó liền đứng dậy cáo từ Nhan Ngọc Như cũng không giữ lại, đứng lên đưa Triệu Nhan và Tiết Tinh Nhi đến ngoài cửa, đợi cho bọn họ sau khi rời đi, lúc này mới đóng cửa chính, xoay người trở lại phòng. Ngọc Như tỉ tỉ, người nhìn này, Tiên Đương Tử đưa tới mấy thứ điểm tâm ăn được, người cũng mau nếm thử đi. Nhan Ngọc Như còn chưa ngồi xuống, Tiểu Nhan Hoàn mở cửa cho Triệu Nhan kia, liền bưng mấy thứ điểm tâm tới, vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói. Nhan Ngọc Như nhìn điểm tâm, Phát hiện đều là bánh ngọt hoa quế, hạt rẻ nát, bánh phủ rung bình thường. Tuy rằng vô cùng tinh xảo, vốn trước đây cũng là nàng thường ăn. Điều này làm cho nàng bỗng nhiên thở dài, giơ tay kéo tiểu nha hoàn kia ngồi xuống rồi nói: Ẩn đương, trong khoảng thời gian này khiến muội đi theo ta chịu khổ rồi. <laughs> Ngọc như tỷ tỷ nói đến chuyện này, tuy rằng người ta chúng ta chi phí ăn ở không bằng trước kia, nhưng so với trước kia tự do hơn, hơn nữa tỷ tỷ cũng không cần giống như trước, đi gặp người không muốn gặp, ẩn nương cũng không cần bị người của trách, so ra với trước ta còn ưa thích cuộc sống bây giờ hơn. Tiểu nhau hoàn tên là ẩn nương, hết sức khôn khéo mà nói. Tự do sao? Nhan Ngọc Như nghe đến đó cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tuy rằng nàng vì một vài nguyên nhân thoát ly tiện tịch, thậm chí đã có được một tòa tiểu viện của mình. Nhưng nàng lại biết vận mệnh bản thân vẫn như cũ bị nắm giữ ở trong tay người khác rồi. Nàng đi vào tầng từ trang ở cũng là bị người bài bố, chỉ hy vọng vị quân bướng điện hạ kia đừng trúng kế người khác. Trên đường trở lại biệt viện, Tiết Đinh Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi Triệu Nhan. Vụ quân, người bây giờ còn cho rằng Nhan Ngọc Như hiện tại ra tượng từ trang là nhằm vào người không? Hiện tại cũng không thể khẳng định, chỉ có điều cảm giác nàng ra nơi này thật sự trùng hợp khéo léo đến nỗi ta không thể tin được thậm chí hoài nghi trong lòng có phải có âm mưu gì hay không triệu nhân sờ sờ lên cằm vẻ mặt buồn rầu nói hắn cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này <laughs> ta biết rồi phu quân nạp ta hành thủ thứ hai đông kinh và làm thiếp hiện tại ngay cả đệ nhất hành thủ đông kinh nhan ngọc như cũng bỗng nhiên ở trước mặt phu quân hơn nữa còn luân lạc tới cái loại tình trạng hiện nay đúng là phu quân thừa dịp mà vào thời điểm cho nên phu quân mới có thể có chút không dám tin tưởng trên đời này thậm chí có việc tốt như vậy tiết ninh nhi lúc này chợt cười to nói tuy nhiên nàng cảm thấy mình phân tích vô cùng có lý điều này sao có thể có mấy người các nàng ta cũng đã vô cùng thỏa mãn hơn nữa trong khoảng thời gian này vì việc của ông dương nguyễn linh ta đã vô cùng nhức đầu ông dương tướng công đối với chuyện này thái độ vẫn không rõ ràng ta nào có tâm tình suy nghĩ như những nữ nhân khác triều nhân nghe đến đó lập tức cười khổ phản bác thật vậy chăng ngoài trừ Âu dương nguyễn linh ra phụ quân dám cam đoan không bao giờ nạp tiếp nữa sao tiết ninh nhi lúc này nửa đùa nửa thật hỏi nàng tuy rằng không giống tào dĩnh thích ăn dấm chua như vậy nhưng nhìn nữ nhân bên cạnh triệu nhan càng ngày càng nhiều trong lòng nàng cũng có chút không cam tâm có cái gì không dám cam đoan hay sao hơn nữa việc quyền linh nàng cũng biết nếu không phải tâm thì các nàng làm việc thật là tốt chỉ sợ ta và uyển linh cũng sẽ không đi đến một bước này triệu nhan nói xong vươn tay thề tuy nhiên lại bị tiết ninh nhi cười hì hì ngăn lại nói phụ quân có thể để chúng ta trong lòng là được rồi thề thì không cần sau khi Âu dương Nguyễn linh vào biệt viện triệu nhan vốn tưởng rằng có thể ở cùng với đối phương nhiều như vậy cũng có thể làm cho nàng khôi phục lại càng nhanh một chút nhưng không ngờ Tào Dĩnh và Bảo An công chúa Thọ Khang công chúa ba người cũng đều muốn bù lại một chút sai lầm bản thân cho nên từ sau khi Âu Dương Nguyệt Linh đến đây gần như đem nàng chăm sóc cẩn thận ngay cả bản thân Âu Dương Nguyệt Linh cũng hơi ngược hơn nữa cứ như vậy Triệu Nhan gần như cùng Âu Dương Nguyệt Linh không có thời gian ở cùng một chỗ điều này khiến Âu Dương Nguyệt Linh mỗi lần nhìn thấy Triệu Nhan trong ánh mắt đều lộ ra vài phần vẻ mặt u oán Triệu Nhan đối với việc này cũng không có cách nào, bởi vì cảm tình giữa hắn và Âu Dương Nguyễn Linh vốn chính là một số nét bút lung tung, Tào Dĩnh ba người các nàng lại liên quan trong đó. Thậm chí từ bản chất mà nói, thật ra là Âu Dương Nguyễn Linh và Triệu Nhan, Tào Dĩnh các nàng bốn người nói chuyện yêu đương, hơn nữa Triệu Nhan vẫn là gia nhập cuối cùng. Cũng may giới tính của hắn ưu thế, cuối cùng mới khiến cho Âu Dương Nguyễn Linh chấp nhận hắn. Sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, Triệu Nhan dựa vào trí nhớ vẽ một bức chân dung Âu Dương Nguyễn Đinh, sau đó để cho Tiểu Đậu Nha đưa qua, cũng hẹn đối phương ra ngoài dạo chơi. Kết quả Tiểu Đậu Nha trở về bẩm báo nói, Âu Dương Nguyễn Đinh sau khi nhìn bức họa hết sức vui vẻ, đáng tiếc hôm nay nàng đã hẹn với Bảo An Công Chúa muốn đi thả diều. Tào Dĩnh và Thọ Khang Công Chúa do luật tư cũng muốn cùng đi, nên chỉ có thể nói với Triệu Nhan xin lỗi rồi. Đối với sự hồi phục của Âu Dương Nguyễn Đinh, Triệu Nhan cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó đi tới chỗ Tiết Ninh Nhi chơi cùng con gái một hồi vốn định kế tiếp đi trường quân đội một chuyến nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện vì thế lập tức cho người chuẩn bị xe đi thành đông kinh sau đó tiến vào hoàng cung cầu kiến triệu thự triệu nhân một năm không ở đại tống trên triều đình cục diện cũng đã xảy ra thay đổi rất lớn trước lúc hắn rời đi tranh giành quyền lực giữa triệu thự và tào thái hậu đang đứng ở thời điểm kịch liệt nhất tào thái hậu quyết tâm không thả quyền triệu thự cũng liều mạng muốn lấy lại quyền lực thuộc về mình kết quả trên triều đình vẫn không ổn định ngay cả triệu húc cũng khuyên triệu nhan ngàn vạn lần đừng để cuốn vào trong đó Tuy nhiên, thời gian một năm trôi qua rồi, tranh giành quyền lực, Tào Thái Hậu và Triệu Thự cuối cùng cũng hạ màn, giải quyết sự tình trải qua tựa như trong lịch sử vậy. Cuối cùng Hàn Kỳ và Âu Dương Tu tiến vào Hoàng Cung hướng về Tào Thái Hậu, giải thích rõ lợi hại, rốt cuộc khiến vị Thái Hậu có chút ngoan cố này buông quyền lực trong tay xuống. Theo điểm này nhìn lại, Triệu Húc và Triệu Nhan thật ra rất may mắn, bởi vì bọn họ ở Liêu Quốc tránh qua lần này, không cần kinh thành lo lắng hãi hùng. Thân thể triệu tự vốn nhiều bệnh, sau khi tào thái hậu ủy quyền, ông trải qua ngày thường phải bận bịu gấp mấy lần, rất nhiều người đều lo lắng thân thể của ông. Nhưng khiến tất cả mọi người đều thật không ngờ chính là thân thể triệu tự không ngờ mỗi ngày một tốt, hiện tại trên cơ bản đã khôi phục thành một người bình thường rồi. Phòng trường điều này cũng có liên quan tới việc sau khi ông nhận được quyền lực tâm tình vui vẻ. Triệu nhân đi vào hoàng cung ngay tại trong thủy cung điện, rất nhanh gặp được triệu tự chỉ thấy đối phương ngồi ở sau long án chất đầy tấu trương đang phê duyệt tấu trương nhìn thấy triệu nhan tiến vào không có dừng lại vừa xem tấu trương vừa nói với triệu nhan nhan nhi cấm túc của con còn chưa kết thúc tuy rằng tông chính tử đối với chuyện con Nó nhắm mắt mở nhưng con cũng không thể quá mức nếu để cho quá nhiều người nhìn thấy con chạy loạn nói không chừng còn có thể lại dâng một quyền tấu về con <laughs> khai bằng phụ hoàng như thật là có chuyện gấp đến bái kiến phụ hoàng nếu không con cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày triệu nhan cười hì hì mở miệng nói nếu không phải triệu thự nhắc nhở hắn đã quên mình còn đang trong thời gian cấm túc. Hả? Nhưng trường quân đội bên kia xảy ra vấn đề gì? Nghe triệu nhan nói như thế, triệu thự lập tức buông tấu trương, về mặt quan tâm hỏi. Đối với chuyện trường quân đội của triệu nhan, ông rất rõ có thể làm cho triệu nhan có ý chạy tới gặp mình, chỉ sợ cũng chỉ có chuyện trường quân đội khởi bằng vụ hoàng quả thực có liên quan đến trường quân đội tuy nhiên quản lý trường quân đội bên kia cũng không có vấn đề trương tái và dương hoài ngọc đều là nhân tài hiện tại trường quân đội đã đi vào quỹ đạo kế tiếp liền xem biểu hiện của các học viên chỉ là con từ chỗ bọn họ nghe nói triều đình sẽ sử dụng để đối phó với tây hạ trước đó đại ca đề cập với con qua chuyện này nhưng đều không nói tỉ mỉ cho nên nhi thần muốn hướng phụ thân hỏi thăm một chút triều đình đối với tây hạ bên kia rốt cuộc có tính toán gì không Triệu Nhan trước đó chính là nghĩ đến chuyện Tây Hạ cho nên cố ý chạy tới hướng Triệu Tự hỏi thăm tình hình một chút. Triệu Tự nghe Triệu Nhan hỏi chuyện Tây Hạ, bất chợt cười ha ha, sau đó trong tấu trương từ trước mặt cầm lấy một quyền giao cho Triệu Nhan nói. <laughs> Nhạc tới cũng thật sự là đúng dịp. Đây là Hoàng Thành Ti từ Tây Hạ, vừa mới trả mật báo hôm nay, con là người thứ ba xem triệu nhan nghe đến đó cũng vội cầm lấy mật báo xem một chút kết quả phát hiện trong phong mật báo này viết vô cùng ẩu hành văn cũng không lưu loát vừa thấy chính là người dân thường viết tuy nhiên điều này cũng đúng với khẩu vị của triệu nhan nếu là văn viết lưu loát hắn ngược lại xem không hiểu nổi Đợi sau khi triệu nhân đem phong mật báo này xem từ đầu tới đuôi một lần, trên mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Nội dung trên phong mật báo này không nhiều lắm, chủ yếu là giới thiệu một ít xu hướng gần nhất trong nước Tây Hạ, ví dụ như triệu tập quân đội, vận chuyển lương thảo, vân vân. Vừa mới bắt đầu, triệu nhân còn có chút không rõ, tuy nhiên mật báo cuối cùng lại giới thiệu, hiện tại trong nước Tây Hạ các loại dấu hiệu cho thấy đối phương rất có thể đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh, hơn nữa mục tiêu lần này không phải đại tống mà là đang nhằm vào Liêu quốc đang trong phản loạn. Tây Hạ lại muốn dùng mình với Liêu quốc, tin tức này có thể tin được không? Triệu Nhân lúc này có chút không dám tin, nói: "Vốn đại tống đang chuẩn bị đối với Tây Hạ dùng binh, nhưng không nghĩ tới Tây Hạ lại sắp đánh nhau với Liêu Quốc, có thể nói là cơ hội ngàn năm một thuở." <laughs> Nơi phát ra tin tức này vô cùng tin cậy. Quốc chủ Tây Hạ Lý Lượng Tộ quả thực đối với Liêu Quốc chuẩn bị động thủ. Kỳ thật Tây Hạ đối với Liêu Quốc cũng đã nhịn rất nhiều năm, Lượng Phúc có thể nhẫn nhịn đến hiện tại mới động thủ đã là hết sức không dễ dàng. Triệu tự cười lớn nói, đầu tiên là Liêu quốc nội đoạn, ngay sau đó lại là Tây Hạ chuẩn bị đối với Liêu quốc dùng mình. Ông cảm thấy mình thật là quá may mắn, nếu có thể nắm chắc cơ hội lần này, nói không chừng thật sự có thể tiêu diệt Tây Hạ. Liêu quốc không phải vẫn ủng hộ Tây Hạ cuối giờ đại tông chúng ta đi ư, ừ, vì sao vụ hoàng nói Tây Hạ nhìn Liêu quốc rất nhiều năm. Triệu nhan lúc này cũng có chút không hiểu hỏi. Hắn tuy rằng rất thông minh, nhưng lúc này lại lộ ra, hắn nghĩ ngắn trong chính trị, đặc biệt đối với quan hệ Tam Quốc Tống Liêu Hạ trong đó là hiểu vô cùng nông cạn đây chính là chỗ nhà nhì người không bằng đại ca ngươi về sau có thời gian xem sách nhiều một chút nghe được câu hỏi của triệu nhan triệu thự mỉm cười dạy dỗ sau đó lúc này mới đem chuyện xấu xa giữa tây hạ và liêu quốc giới thiệu đơn giản một lần năm đó quá trình tây hạ nổi dậy kỳ thật hết sức không dễ dàng lý nguyên hạo chẳng những tác chiến với đại tống thậm chí còn đối với liêu quốc cũng bạo phát chiến tranh mấy lần ngay lúc đó tây hạ tuy rằng nhỏ yếu nhưng quân đội lại bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ kiên quyết đem đại tống và liêu quốc đều đánh bại mặt khác đại tống và liêu quốc cũng cần tây hạ kiềm chế lẫn nhau thế này mới giúp tây hạ ở trong khe hẹp hai nước sinh tồn tuy nhiên tranh đấu giữa tam quốc lại chưa dừng lại sau khi đế nguyên hạo chết bất mãn lý lượng tộ một buổi tiếp nhận chức vụ quốc chủ tây hạ lúc ấy tất cả quyền hành tây hạ đều bị cậu lý lượng tộ là một tạng hoa bàng nắm giữ liêu quốc vì trả thù nỗi sỉ nhục binh bại năm đó không ngờ không thừa nhận lý lượng tộ là quốc chủ hơn nữa còn phái binh tấn công tây hạ kết quả đem tây hạ đánh đại bại ngay lúc đó, quần Liêu đã tấn công đến xung quanh phủ Hưng Khánh, thủ đô Tây Hạ, hơn nữa còn cho binh lính thỏa sức đánh cướp. Ngay cả kho lúa lớn nhất thành đô Liêu Quốc cũng bị công phá, có thể nói lần này Tây Hạ là thất bại thảm hại. Dưới tình hình gần như bị diệt quốc này, cậu Lý Lượng Tộ, một tạ ngoa bàng liên tiếp phái sứ giả hướng Liêu Quốc xin hòa, cuối cùng vừa chịu phục tùng vừa xưng phiên, tức là nước thuộc địa. Đáng tiếc Liêu Quốc nóng lòng báo thù căn bản không để ý tới, ở vùng biên giới Tây Hạ vẫn như cũ bố trí quân đội hùng hậu, điều này làm cho Tây Hạ chấn động, kế tiếp trong mười mấy năm gần như hàng năm đều phải hướng điêu quốc dân sớ bày tỏ tiến công hiến ngựa lạc đà có thể nói là hết sức lấy lòng tuy nhiên theo thời gian lý lượng tổ dần lớn lên mấy năm trước sau khi tự mình chém chết cậu một tạng hoa bàng lý lượng tổ cũng nắm giữ quyền lực tây hạ đồng thời đối với triều đình tây hạ thực hiện một loạt cải cách khiến cho các thực lực của một nước tây hạ dần dần khôi phục cũng chính là tăng cường sức mạnh quốc gia thái độ của tây hạ đối với đại tống và liêu quốc cũng dần dần cương quyết hơn mạnh mẽ hơn ví dụ như từ sau khi triều thượng lên ngôi tây hạ gần như hàng năm đều xuất binh tấn công đại tống nhưng đồng thời đang cùng với đại tống tác chiến tây hạ là một mực hướng đại tống phái đặc phái viên cố gắng duy trì quan hệ hai nước So sánh ra, Lý Lương Tổ đối với Liêu Quốc hết sức căm hận, đặc biệt sau khi vừa mới kế vị, Liêu Quốc tung binh ở xung quanh phủ Hưng Khánh đánh cướp, càng làm cho gã coi cuộc đời này vô cùng nhục nhã, vẫn muốn tìm cơ hội rửa sạch hồ thẻ lúc trước, đáng tiếc Liêu Quốc không phải đại tống, gã cũng vẫn không dám đối với Liêu Quốc dùng binh. Thậm chí hàng năm còn phải hướng nước Liêu tiến cống, dựa vào đó duy trì quan hệ hai nước, cũng chính vì vậy cho nên sau khi nhìn thấy Lưu Quốc nổi đoạn, lý lượng tổ chuẩn bị dùng binh với Lưu Quốc cũng không quá kỳ quái. Dù sao Tây Hạ vốn là cướp bóc thành tính. Đánh thắng được thì đánh, đánh không được thì lại xuống chịu phục tùng tiến cống Vì này đối với bọn họ mà nói quả thực rất bình thường. Cuối cùng triệu thự mở miệng tổng kết nói. À, thì ra là thế. Không ngờ lúc trước Lưu Quốc thiếu chút nữa tiêu diệt Tây Hạ nghe nói lý đường tổ kia lại là cái hạng người tâm cao khí ngạo đương nhiên sẽ không nhịn cơn tức này tuy nhiên nếu là tây hạ đối với liêu quốc dùng binh đại tâm chúng ta có thể có cơ hội rồi triệu nhân lúc này cũng gật đầu nói và trên mặt công lộ ra nụ cười phấn khởi tuy nhiên triệu nhân vừa dứt lời chỉ thấy triệu tự lắc đầu cười nói <cười> nhàn nhì còn nghĩ có phần đơn giản cho dù Tây Hạ đối với Liêu quốc dụng binh, chỉ sợ ở vùng biên giới đại tâm chúng ta cũng phải bố trí lực lượng hùng hậu. Khi đó tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để chúng ta tấn công Tây Hạ. Cho nên đối với đại tông chúng ta mà nói, biện pháp tốt nhất chính là đợi sau khi Tây Hạ và Liêu quốc chiến tranh kết thúc. Bất kể kết quả như thế nào, Tây Hạ nhất định sẽ có tổn thất, biên cảnh phòng cũng sẽ bị lơi lỏng xuống. Khi đó mới là cơ hội xuất binh của chúng ta. Thì ra là thế, Nhi Thần đã hiểu, Triều Nhan cũng lập tức gom người nói: Tây Hà lại không phải người ngu, xuất binh Liêu Quốc nhất định sẽ phòng bị Đại Tống. Thậm chí đến lúc đó nếu Đại Tống xuất binh, lý lượng Tộ rất có thể sẽ xoay đầu lại toàn lực đối phó Đại Tống. Ngược lại là đại ân cho Liêu Quốc. Nhìn thấy bộ dạng của Triều Nhan, Triệu Thừa cũng mãn ý gật đầu. Tuy nhiên ngay sau đó ông lại nghĩ tới một việc, lập tức cau mày nói: Nhan Nhi, ngày hôm qua bên quân khi giám kia xảy ra chút vấn đề, hình như còn là về chuyện làm hòa dược. Còn có rảnh không? Đi xem một chút đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 74 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 75.